Biểu hiện của sự cố chấp, vạch sang kịch kim nhưng vẫn lạc quan, thêm vài vòng chẳng xi nhê gì. Xe tôi biết, bạn cứ yên tâm. Nani? Ai rồi cũng sẽ có một chiếc bạn luôn rất tự tin với khả năng nhận biết bình xăng của xe mình. Dù kim có đến báo động đỏ, vẫn tự tin tuyên bố, như này là còn nhiều. Được hôm, đứa bạn thân qua đón đi chơi, lướt qua thấy vạch xăng mà lo ngay ngáy. Không biết lúc nào lại được xuống đi bộ thể dục phối hợp đầy xe. Thế nhưng ông bạn phía trước khẳng định chắc nịch, nếu bạn muốn tôi chở bạn đi thêm vài vòng, chứ đến đó đã nhằm nhò gì đâu. Khó lắm bạn ơi, hay cháu đi được rồi. Thầy tí lên cầu viện mẹ hết cái mặt sau luôn. Rất nhiều cộng đồng mạng phải gật gù thừa nhận, chắc ai đó cũng đã từng như thế, sự cố chấp cứ phải gọi lại nhất. Tôi có bà chị lúc nào đụng đến xe cũng thấy kim xăng đỏ lè, mà luôn khẳng định, đi thoải mái còn lâu mới hết. Đã từng, ngồi mà rén luôn đó trời ơi. Tôi cũng từng như vậy, cái kết là dắt xe muốn lòi phối mới kiếm được hai chai xăng. Các bạn của Tam TV nghĩ sao về tình huống tuy lạ nhưng quen này? Cùng chia sẻ bên dưới phần bình luận cũng như ủng hộ kênh mỗi ngày để cập nhật thật nhiều kiến thức thú vị bạn nhé.